phân biệt căn lành. Sự phân biệt này chẳng phải có tâm thành kiến phân biệt tốt xấu, mà là đắn đo nghiệp lành nặng nhẹ hoãn cấp mà nói. Bồ Tát dụng trí huệ của Ngài để phán đoán sự việc gì nên làm trước thì mau đi làm, việc nào ít quan trọng hơn thì từ từ đi làm, cho nên phải phân biệt căn lành nặng nhẹ. Ưa thích căn lành, sự ưa thích của Bồ Tát cũng chẳng phải tâm Ngài ích kỷ ưa thích. Những gì Bồ Tát làm mục đích đều vì chúng sinh. Bồ Tát ưa thích quán sát chúng sinh, tùy thuận chúng sinh mà tu tập căn lành. Chúng sinh ưa thích tu trước, sau đó phải từ từ tu thành tựu căn lành. Công đức như vậy tức là ưa thích căn lành, chúng sinh hoan hỷ tức là Bồ Tát hoan hỷ. An trụ căn lành, Bồ Tát tu tập đủ thứ căn lành, tâm niệm của Ngài thường thường quán chiếu những căn lành đó, chẳng khiến cho tán mất, tư duy hệ niệm, sinh tù chẳng giải đãi. Đại Bồ Tát tích tập căn lành như vậy rồi, nhờ căn lành đó mà đắc được y báo, tu hạnh Bồ Tát, ở trong niệm niệm thấy vô lượng Phật, thừa sự cúng dường. Đại Bồ Tát giống như kinh văn ở trước đã nói, tu tập từng chút, hết thảy đủ thứ căn lành rồi, do những căn lành công đức đó mà đắc được thắng báo hồi hướng, sau đó nương thắng báo mà tu hạnh Bồ Tát. Ở trong mỗi niệm, niệm niệm đều có thể thấy được tận hư không khắp pháp giới vô lượng chư Phật trong mười phương. Như chỗ Ngài nghĩ muốn phải thừa sự cúng dường chư Phật, đều như nguyện gần gũi cúng dường, dùng A Tăng Kỳ châu báu, A Tăng Kỳ hoa, A Tăng Kỳ tràng hoa, A Tăng Kỳ y phục, A Tăng Kỳ lọng, A Tăng Kỳ tràng, A Tăng Kỳ phan, A Tăng Kỳ đồ trang nghiêm, A Tăng Kỳ kẻ hầu hạ, A Tăng Kỳ đồ thoa nghiêm sức, A Tăng Kỳ hương thoa, A Tăng Kỳ hương bột, A Tăng Kỳ hòa hương, A Tăng Kỳ hương đốt, A Tăng Kỳ tin sâu, A Tăng Kỳ ưa thích, A Tăng Kỳ tịnh tâm, A Tăng Kỳ tôn trọng, A Tăng Kỳ hoan hỷ, A Tăng Kỳ lễ kính, A Tăng Kỳ tỏa báu, A Tăng Kỳ tỏa hoa, A Tăng Kỳ tỏa hương, A Tăng Kỳ tỏa tràng hoa, A Tăng Kỳ tỏa trên đàn, A Tăng Kỳ tỏa y phục, A Tăng Kỳ tỏa kim cang, A Tăng Kỳ tỏa mani, A Tăng Kỳ báu theo, A Tăng Kỳ tỏa báu sắc, A Tăng Kỳ nơi kinh hành trải báu, A Tăng Kỳ nơi kinh hành giải hoa, A Tăng Kỳ nơi kinh hành giải hương, A Tăng Kỳ nơi kinh hành trải man, A Tăng Kỳ nơi kinh hành giải y, A Tăng Kỳ nơi kinh hành báu xen lẫn, A Tăng Kỳ nơi kinh hành giải tất cả báu lụa, A Tăng Kỳ nơi kinh hành tất cả cây báu đa la, A Tăng Kỳ nơi kinh hành tất cả lan can báu, A Tăng Kỳ nơi kinh hành tất cả lưới liền báu che phủ, A Tăng Kỳ tất cả cung điện báu, A Tăng Kỳ tất cả cung điện hoa, A Tăng Kỳ tất cả cung điện hương, A Tăng Kỳ tất cả cung điện tràng hoa, A Tăng Kỳ tất cả cung điện trên đàn, A Tăng Kỳ tất cả cung điện kiên cố diệu hương tạng, A Tăng Kỳ tất cả cung điện kim cang, A Tăng Kỳ tất cả cung điện mani, thảy đều thủ thắng vì diệu, vượt hơn chư thiên. A Tăng Kỳ là danh từ số mục ở Ấn Độ, là số lớn nhất, nghĩa là vô lượng số. Vị Bồ Tát tu hồi hướng bất hoại trong thập hồi hướng, Ngài ở trong niệm niệm thấy được vô lượng số chư Phật, thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật. Ngài đem vô lượng số báu vật cúng dường chư Phật, đem vô lượng số hoa quý cúng dường chư Phật, đem vô lượng số tràng hoa cúng dường chư Phật, đem vô lượng số y báu cúng dường chư Phật, đem vô lượng số lọng hoa chân báu cúng dường chư Phật, đem vô lượng số tràng báu cúng dường chư Phật, đem vô lượng số phan báu cúng dường chư Phật, đem vô lượng số đủ thứ đồ trang nghiêm cúng dường chư Phật, đem vô lượng số người hầu hạ cúng dường chư Phật để làm thị giả, lại đem vô lượng số đồ thoa nghiêm sức tốt đẹp cúng dường chư Phật, dùng đồ thoa nghiêm sức mặt đất đạo tràng, khiến cho mặt đất phát ra ánh sáng hương thơm, lại đem vô lượng số hương thoa danh quý cúng dường chư Phật, thoa nơi chân tay của Phật, lại đem vô lượng số hương bột, mỗi thứ hương trộn lại với nhau đốt lên trong lư hương cúng dường chư Phật. Bồ Tát đem vật chất tốt nhất trên thế gian cúng dường chư Phật, dùng số lượng nhiều nhất, một chút cũng chẳng keo kiệt, thành tâm cúng dường, nhưng Ngài vẫn cảm thấy dùng vật chất cúng dường không đủ viên mãn, lại đem vô lượng vô biên tâm tình thâm sâu không thể tả, ví dụ dùng mãn sự ưa thích tâm ý thanh tịnh vô nhiễm, sự thành ý tôn trọng vô thượng, tâm hoan hỷ thành phục lễ kính năm vóc sát đất, tùy thời đều thừa sự chư Phật cúng dường chư Phật, lại đem vô lượng số tòa báu làm bằng bảy báu cúng dường chư Phật, như tòa hoa, tòa hương, tòa tràng hoa, tòa trên đàn, tòa y, tòa kim cang, tòa mani, tòa báu lụa, tòa báu sắc, vân vân. Nơi kinh hành là chỗ người tu hành dùng cơm xong đi bộ,
Trại hương cũng gọi là kinh hành, đạo tràng tu hành cũng gọi là nơi kinh hành. Lại thiết kế kiến trúc đủ thức, đủ dạng. Chỗ đi kinh hành trong nhà ngoài nhà, đủ thứ nơi kinh hành đó, như dùng mỗi thứ bảo thạch để trang trí, hoa quý la liệt đầy dãy hương thơm, man báu trang sức, y phục bày la liệt, vô lượng mỗi thứ đá báu xen lẫn, tất cả lụa báu, đủ màu sắc, chói sáng nghiêm sức lạ mắt, mỗi thứ cây báu đa la che dập, lan can bằng bảy báu, còn dùng các loại chân báu theo thành lưới linh, che phủ ở trong không trung. Như vậy thiết kế kiến tạo vô lượng nơi kinh hành để cúng dường chư Phật đi kinh hành. Còn có vô lượng vô số cung điện tốt đẹp như cung điện báu, cung điện hoa, cung điện hương, cung điện tràng hoa, cung điện trên đàn, cung điện vừa kiên cố. Lại có hương tạng thượng diệu ở trong, cung điện kim cang, cung điện châu báu, ma ni, vân vân. Đủ thứ vật cúng dường vô thượng thù thắng như thế, cúng dường chư Phật, tất cả hết thảy sự trang nghiêm đều vượt hơn cung điện của chư thiên. A tăng kỳ cây các tạp báu, A tăng kỳ cây đủ thứ hương, A tăng kỳ cây các y báu, A tăng kỳ cây các âm nhạc, A tăng kỳ cây đồ trang nghiêm báu, A tăng kỳ cây diệu âm thanh, A tăng kỳ cây tơ lụa báu, A tăng kỳ cây ngọc báu, A tăng kỳ cây tất cả hoa hương tràng phan lọng nghiêm sức, các thứ cây như vậy che mát trang nghiêm cung điện. Bồ Tát lại dùng vô lượng số các thứ cây tạp báu, đủ thứ cây hương, cây y phục khác nhau, cây âm nhạc, các thứ cây trần báu trang nghiêm, còn có cây có thể vang ra âm thanh vi diệu, lại có vô lượng số cây dùng châu báu đủ các màu sắc để nghiêm sức, khiến cho người thấy liền sinh tâm hoan hỷ, vô lượng số cây tơ lục báu trang nghiêm, còn có vô lượng số cây dùng đá ngọc làm vòng trang nghiêm trên cây, gió thổi lay động vang ra âm thanh vi diệu, còn có vô lượng số cây trên thân nghiêm sức hương hòa vi diệu, tràng báu, phan báu, lọng báu, vân vân. Những thứ đồ trang nghiêm đẹp lạ, vô lượng số cây nghiêm sức, rất nhiều các thứ báu như vậy. Mỗi cây đều tỏa ra ánh sáng, chiếu soi lẫn nhau, cảnh lá cây xùm xuề che mát, trang nghiêm cung điện dùng để cúng dường Phật. Các cung điện đó lại có A Tăng Kỳ mái hiên trang nghiêm, A Tăng Kỳ cửa sổ trang nghiêm, A Tăng Kỳ cửa chính trang nghiêm, A Tăng Kỳ lầu các trang nghiêm, A Tăng Kỳ hình bán nguyệt trang nghiêm, A Tăng Kỳ trướng trang nghiêm, A Tăng Kỳ lưới vàng che phủ ở trên, A Tăng Kỳ hương thơm xông khắp mọi nơi, A Tăng Kỳ y phục bày khắp mặt đất. Các cung điện huy nga hùng vĩ đó có vô lượng số mái hiên, có vô lượng số cửa sổ, cửa lớn thông với nhau, có vô số lầu các trang nghiêm tốt đẹp, lại có vô số cửa nẻo, lan can, ao nước, vườn hoa, vân vân, hình bán nguyệt khắp các nơi, lại có vô lượng số các thứ man trướng treo răng tứ phía, lại có vô lượng số lưới vàng giăng phủ ở trên không để trang nghiêm và dùng hương thơm quý xông ở khắp mọi nơi, khiến cho tâm thành tịnh. Lại dùng vô lượng số y phục cõi trời bày khắp trên mặt đất, giống như hiện tại trải thảm tốt đẹp ở trong cung vua. Phật tử Đại Bồ Tát dùng các thứ đồ cúng dường như thế trong vô lượng vô số kiếp, bất khả thuyết, tâm thành tịnh tôn trọng, cung kính cúng dường tất cả chư Phật, luôn luôn không thối chuyển, chẳng có ngừng nghỉ. Sau khi mỗi mỗi Như Lai diệt độ rồi, hết thảy xá lợi cũng đều cung kính cúng dường như thế. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát lại dùng đủ thứ vô lượng số các châu báu chân kỳ, hương hoa tràng phan man lọng, cung điện lầu các như thế, vân vân, để cúng dường mười phương chư Phật. Chẳng những Ngài cúng dường như thế, mà còn ở trong bất khả thuyết kiếp, Ngài vẫn luôn luôn dùng tâm thanh tịnh trí thành tôn trọng cung kính như vậy, cúng dường mười phương chư Phật, niệm niệm liên tục, luôn luôn không thay đổi của Bồ Tát như vậy, chẳng có thối chuyển. Tinh tấn tu học cũng chưa từng cảm thấy mệt mỏi, mà thường tinh tấn chẳng muốn nghỉ ngơi. Bồ Tát kiền thành cúng dường chư Phật như thế, khi mỗi mỗi vị Phật vào Niết Bàn rồi, hết thảy giá lợi của Phật, Bồ Tát cũng cung kính cúng dường giống như chư Phật. Vì khiến cho tất cả chúng sinh sinh niềm tin thanh tịnh, vì tất cả chúng sinh nhiếp căn lành, vì tất cả chúng sinh lìa các khổ, vì tất cả chúng sinh hiểu biết rộng lớn, vì tất cả chúng sinh dùng đại trang nghiêm mà trang nghiêm, vì vô lượng trang nghiêm mà trang nghiêm, vì chỗ làm các cõi được rốt ráo, vì biết chư Phật ra đời rất khó được gặp, vì đầy đủ vô lượng lực của Như Lai, vì trang nghiêm cúng dường chùa tháp Phật, vì trụ trì pháp của tất cả chư Phật, cúng dường chư Phật hiện tại như vậy và hết thảy giá lợi sau khi chư Phật diệt độ, cúng dường như vậy trong A Tăng Kỳ kiếp nói không thể hết được. Khi Bồ Tát tu pháp môn bất hoại hồi hướng ở trong vô lượng kiếp, luôn luôn dùng vô lượng đồ cúng dường thượng diệu cúng dường chư Phật,
đem căn lành tu tập thảy đều hồi hướng cho chúng sinh, vì hy vọng chúng sinh đắc được pháp ích, sinh ra tâm tin thành tịnh, có thể nhiếp thọ căn lành, chẳng những hết thảy căn lành của mình tu tập, cũng có thể nhiếp thọ những chúng sinh ít căn lành, mà với những chúng sinh giữa thiện và ác cũng khiến cho họ đều tiếp thọ được sự giáo hóa, chuyển biến thành chúng sinh thuần thiện nghiệp. Tất cả chúng sinh lãnh thọ được sự lợi ích hồi hướng của Bồ Tát, chẳng quên tu căn lành, ngày càng tăng thêm vĩnh viễn lìa các khổ, đắc được pháp lạc chân thật, lại có thể khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ rộng lớn, thấu hiểu được tất cả các pháp, vĩnh viễn nhớ được chánh đạo, sinh tu căn lành. Lại hy vọng tất cả chúng sinh phát tâm bồ đề rộng lớn, tu tập căn lành, đem công đức đó để trang nghiêm đạo tràng và chư Phật, dùng căn lành công đức tu tập vô lượng trang nghiêm để trang nghiêm căn lành của mình, cũng trang nghiêm Phật đạo. Những gì tất cả chúng sinh làm được cũng hy vọng họ có thể như lý như pháp, đạt được viên mãn rốt ráo. Bồ Tát, Ngài biết chư Phật xuất hiện ra đời rất khó gặp được, cho nên Ngài phải sinh tu căn lành, hy vọng sẽ viên mãn đầy đủ thần lực giống như Phật. Vì vậy cho nên Bồ Tát Ngài phải dùng căn lành, công đức tu tập để trang nghiêm đạo tràng của chư Phật, thừa sự chư Phật, cúng dường chư Phật và chùa tháp của chư Phật mà tu hồi hướng bất hoại, chẳng phải vì mình mà là vì tất cả chúng sinh và hộ trì Phật Pháp. Bồ Tát cúng dường mười phương chư Phật hiện tại như thế và hết thảy xá lợi của chư Phật sau khi chư Phật diệt độ. Vị Đại Bồ Tát đó tu hồi hướng bất hoại, công đức mà Ngài cúng dường chư Phật hết kiếp thuở vị lai cũng nói không hết được. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng bất hoại là Đại Bồ Tát mới có thể tu tập, cũng phải có công đức tương đương với vị Bồ Tát này mới có thể phát tâm như vậy, mới có thể dùng vô lượng vô biên sự cúng dường thù thắng như thế để cúng dường chư Phật, giống như bốn chúng đệ tử chúng ta ban đầu phát tâm bồ đề. Tuy nhiên không thể có sự cúng dường như thế để cúng dường chư Phật, chúng ta cũng phải phát tâm Đại Bồ Đề, tâm bồ đề rộng lớn để cúng dường mười phương chư Phật. Tụ tập vô lượng công đức như vậy đều vì thành thục tất cả chúng sinh, chẳng có thối chuyển, chẳng có ngừng nghỉ, chẳng có nhàm mỏi, chẳng có chấp trước, lìa các tầm tưởng, chẳng có ý chỉ, vĩnh viễn đoạn trừ chỗ nương tựa, xả lìa cái ta và của ta, pháp ấn như thật, ấn các nghiệp môn, đắc được pháp vô sinh, trụ chỗ Phật trụ, quan sát tánh vô sanh, ấn các cảnh giới, trừ Phật hộ niệm, phát tâm hồi hướng. Bồ Tát giống như ở trên đã nói, tu tập tất cả các lành công đức hồi hướng bất hoại. Cứu kính, tại sao Bồ Tát tu hồi hướng bất hoại? Mục đích của Ngài là gì? Vì Bồ Tát muốn thành tựu tất cả chúng sinh. Mục đích của Ngài là muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được giải thoát. Do đó, trong sự tiến trình tu hành, Ngài phát thệ nguyện lớn, dũng mãnh tinh tấn, chẳng sợ gian khổ, chẳng ngại gian nan, vĩnh viễn chẳng sinh tâm thối chuyển, vĩnh viễn chẳng giải đãi, vĩnh viễn chẳng nghỉ ngơi, vĩnh viễn chẳng cảm thấy mệt mỏi, vĩnh viễn chẳng sinh tâm kiêu ngạo, tự mãn. Bồ Tát luôn luôn không nghỉ ngơi như thế, đem công đức tu tập hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng sớm chóng thành thục căn lành công đức. Khi Bồ Tát hồi hướng thì Ngài dùng tâm bình đẳng hồi hướng khác, chẳng chấp vào sự thương ghét, chẳng phân biệt người thân kẻ sơ. Ngài đã lìa tướng, lìa chấp trước, lìa tâm tư ý niệm, hồi hướng về cho hết thảy chúng sinh. Ngài chẳng y trì, chẳng cần nương tựa. Vì Bồ Tát đã thấu đạt cái ta là không, cho nên Ngài vĩ viễn đoạn tuyệt ý niệm nương tựa. Chẳng còn quan niệm về cái ta, cũng chẳng còn tâm ích kỷ thuộc về của ta. Nguyện thứ 9 trong 10 nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền có nói là hằng thuận chúng sinh. Tại sao phải hằng thuận chúng sinh? Vì tu hành Bồ Tát, Đại Bồ Tát hành Bồ Tát đạo. Ngài muốn viên mãn công đức của Ngài, thành tựu Bồ Đề giác đạo của Ngài thì phải ở tại nơi thân chúng sinh sinh tâm đại bi, dùng sự an vui của chúng sinh làm an vui của chính mình, dùng sự thống khổ của chúng sinh làm sự thống khổ của mình, và nguyện muốn cứu bả tất cả chúng sinh thoát khỏi biển khổ được an vui rốt ráo. Bồ Tát vì muốn độ chúng sinh luôn luôn chẳng tiếc thân vào trong biển khổ, muốn chúng sinh nghe sự giáo hóa của Ngài. Ví như có chúng sinh điêu ngoa nói với Ngài, người muốn độ ta ư, vậy thì trước hết người phải theo ta xuống địa ngục thọ khổ, sau đó ta sẽ theo ngươi xuất gia. Bồ Tát vì muốn độ chúng sinh điêu ngoa đó, Ngài tự hào chẳng do dự, tùy thuận họ xuống địa ngục, thậm chí thọ khổ. Cuối cùng cảm hóa được chúng sinh điều hòa đó, dẫn kẻ đó ra khỏi địa ngục, khiến cho họ phát tâm bồ đề xuất gia tu đạo. Đây tức là Bồ Tát chẳng có cái ta, tùy thuận chúng sinh xa lìa sự tác pháp của mình. Chẳng riêng gì Ngài, chẳng có quan niệm về chủ tể cái ta, mà cho đến sự chấp trước cũng đã diệt trừ. Bồ Tát đã thùng đạt hiểu rõ đạo lý các pháp chân thật,
Đạo lý chân thật đó tức là diệu pháp chẳng động, chẳng thay đổi. Giống như cái ấn tỷ của hoàng đế, bất cứ ở đâu việc gì cũng đều thông hành, chẳng có sự trở ngại. Đó có thể chứng minh là chánh pháp của Phật, chư Phật cùng nhau ấn khả, tâm tâm truyền với nhau mới có thể gọi là pháp ấn. Dùng pháp ấn này ấn chứng đủ thứ nghiệp sinh khởi những nhân tố khác nhau, nghiệp báo đắc được có biệt loại khác nhau. Khi Bồ Tát đã đến cảnh giới này, thì Ngài liền biết đạo lý của pháp vô sinh, tức gọi là vô sinh pháp nhẫn. Phần vị của Ngài đã có thể trụ chỗ Phật trụ, nghĩa là Ngài có thể bình đẳng với Phật, liệt vào Phật số. Bồ Tát quan sát các pháp, biết các pháp chẳng tự sinh, cũng chẳng từ nó sinh, chẳng cùng, chẳng không nhân, thế nên biết không sinh. Kết quả đạt được tin sâu các pháp là không sinh, dùng kết luận quan sát của Ngài ấn chứng tính chân thật của các pháp, đồng thời dùng đạo lý vô sinh của các pháp ấn chứng đủ thứ cảnh giới khác nhau. Bồ Tát thấu rõ các pháp như huyễn, như hóa, thần tầm, thái nhiên, lai vãng trong ba cõi, chẳng có khổ tham dục ràng buộc. Phương tiện khéo léo, độ chúng sinh thoát khỏi khổ ách, giai đoạn tu hành này của Bồ Tát đều có thể đắc được chư Phật hộ niệm, bảo hộ và Phật lực gia trì. Bồ Tát cải thêm phát tâm, dùng các lành công đức tu tập hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng thật tế, hồi hướng tương ứng với các pháp tánh, phương tiện hồi hướng nhập vào pháp không làm, thành tựu chỗ làm. Phương tiện hồi hướng giả liệt chấp trước tất cả các sự tướng, thiện xảo hồi hướng trụ nơi vô lượng, hồi hướng vĩnh viễn thoát khỏi tất cả các cõi, thiện xảo hồi hướng tu hành các hạnh, chẳng trụ nơi tướng, hồi hướng nhiếp khắp tất cả căn lành, hồi hướng thành tịnh khắp tất cả các hạnh rộng lớn của Bồ Tát, hồi hướng phát tâm vô thượng Bồ Đề, hồi hướng với tất cả căn lành đồng trụ, hồi hướng đầy đủ tâm tin hiểu tối thượng. Nội dung phát tâm tu hồi hướng của Bồ Tát đại khái có thể phân ra làm hai phương diện. Thứ nhất, lìa tướng hồi hướng giống như một tương ứng với lý tính chân thật của các pháp, tức là có thể khế hợp với hồi hướng lý sự. Hai, có thể vào nơi không chỗ tác pháp mà có thể thành tựu sở tác phương diện hồi hướng. Ba, đối với tường hợp của tất cả sự tình đều lìa bỏ, dùng đủ thứ phương tiện tùy duyên hồi hướng. Bốn, an trụ ở trong vô lượng thiện xảo hồi hướng để hồi hướng, tức là hồi hướng có định lực, có trí huệ, không bị cảnh giới lay chuyển, mà có thể rất căn trí, chuyển dịch cảnh giới. 5. Hồi hướng vĩnh viễn thoát khỏi tất cả các cõi, tức là khiến cho chúng sinh vĩnh viễn thoát khỏi ba cõi. 6. Dùng thiện xảo phương tiện hồi hướng, giáo hóa chúng sinh tu hành các thứ pháp môn và khiến cho chúng sinh biết chân lý không chấp trước vào tướng. Thứ hai, tùy tướng hồi hướng, giống như hồi hướng căn lành khắc nhiếp thọ tất cả chúng sinh, lại hồi hướng phát tâm đại bồ đề tối cao vô thượng, nguyện cùng với tất cả đồng tu tập căn lành, vĩnh viễn chẳng thối chuyển, đem căn lành này hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng hy vọng viên mãn đầy đủ tâm tin kiên cố tối thượng, tâm hiểu lý vào sâu tạng kinh. Bồ Tát đem căn lành công đức tu học của hai phương diện này hồi hướng cho tất cả chúng sinh, hồi hướng về vô thượng bồ đề giác đạo, hồi hướng về thật tế chân lý. Phật tử, khi đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, tuy tùy sinh tử mà chẳng thay đổi, cầu nhất thiết trí chưa từng thối chuyển, ở nơi các cõi tâm chẳng động loạn, đều độ thoát tất cả chúng sinh, không nhiễm pháp hữu vi, chẳng mất trí vô hại. Bồ Tát hạnh vị nhân duyên vô tận, các pháp thế gian không thể biến động, đầy đủ thanh tịnh các ba la mật, đều thành tựu nhất thiết trí lực. Bồ Tát lìa các si tối như vậy, thành tựu tâm bồ đề, khai thị quang minh, tăng trưởng pháp thanh tịnh, hồi hướng thắng đạo, đầy đủ các hạnh. Bồ Tát Kim Cang Tràng rằng quá trình tu hành pháp môn hồi hướng bất hoại, giảng đến đây thì Ngài vì đề cao sự chú ý của thính chúng trong pháp hội, bèn gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát, Ngài đem đủ thứ căn lành tu tập hồi hướng như ở trong kinh đã nói ở trên. Tuy nhiên thân thể của Ngài tùy thuận sinh tử mà sinh tử, lưu chuyển ở trong sinh tử, lưu chuyển tới lui, nhưng tâm tin của Ngài kiên cố, có thể tùy duyên mà không thay đổi, không thay đổi mà tùy duyên, thủy chung không thay đổi trí nguyện tâm bồ đề đã phát ra. Bồ Tát cứu độ chúng sinh thì thân phải nhập vào trong chúng sinh, cho nên Ngài phải tùy sinh tử của chúng sinh mà sinh tử. Bất quá Bồ Tát Ngài trôi theo sự sinh tử nhưng khác với sự sinh tử của chúng sinh. Chúng sinh thì tùy nghiệp lực mà trôi nổi ở trong sinh tử. Bồ Tát thì nương nguyện lực mà vào dòng sinh tử cứu độ chúng sinh. Cho nên tùy Ngài ở trong sự khổ mà chẳng cho rằng khổ, tùy lưu chuyển ở trong sinh tử mà không thay đổi lúc ban đầu. Vẫn ở trong sự tu hành độ chúng sinh, cầu nhất thiết trí không dứt,
Tuy nhiên vì độ chúng sinh mà thọ đủ thứ khốn khổ hoạn nạn, thủy chung ngài chẳng khiếp sợ, quyết không sinh tâm thối chuyển, lại trở lại trong cảnh giới của tất cả các cõi. Sức lực chắc tuyệt đó là tâm niệm của ngài thường vắng lặng chẳng động, vì cảm mà toại thông, cho nên ngài không bị sinh tử năm dục làm lay động, cũng chẳng bị sinh tử năm dục làm nhiễu loạn. Tùy Bồ Tát lưu chuyển ở trong sinh tử, vẫn cứu vớt chúng sinh ở trong biển khổ đến bờ bên kia, cũng chẳng nhiễm pháp hữu vi của thế tục, cũng chẳng mất đi trí huệ viên dung vô ngại. Cho nên Bồ Tát có nguyên nhân thành tựu này là ngài đã đạt được pháp tánh ngữ mặc động tĩnh, không thể không tương ưng với pháp tánh, cho nên có thể tùy sinh tử mà không thay đổi. Vì dùng nhập vào vô tác mà thành tựu sở tác, cấu nhất thiết trí huệ thì không thể thối chuyển, xả lìa được các tưởng, tức không vì các cõi lay động hay độ chúng sinh nên biết vận dụng nhiều phương tiện khéo léo, đã vĩnh viễn lìa các cõi, cho nên không nhiễm vào pháp hữu vi thế tục. Tu hành chẳng trụ vào tướng thì không thể mất trí huệ vô ngại. Quả vị tu hành của Bồ Tát có thứ lớp nhất định, nhân duyên của ngài là vô tận, vì ngài nhiếp khắp tất cả căn lành, hết thảy đủ thứ việc đời năm dục trên thế gian đều không thể biến đổi lay động được tâm ý của Bồ Tát, vì ngài đã thành tịnh khắp đại nguyện của ngài. Bồ Tát đã viên mãn đầy đủ tất cả pháp thành tịnh đến bờ kia, vì ngài đã từng phát tâm đại bồ đề, siêng tu thập độ vạn hạnh. Bồ Tát do nơi căn lành đồng trụ đầy đủ 10 lực, cho nên ngài thành tựu nhất thiết trí huệ lực. Bồ Tát ngài giống như tu tập căn lành công đức đó, nên có thể lìa khỏi, tiêu trừ sạch tất cả ngu si ám độn, thành tựu tâm bồ đề rồi, mở bày tất cả quang minh trí huệ, tăng trưởng tất cả pháp trắng thanh tịnh, hồi hướng về thắng đạo. Thắng đạo tức là Bồ Tát đạo, tức cũng là Phật đạo, là chánh đạo thủ thắng nhất, cũng là thánh đạo thủ thắng nhất của người tu hành. Đầy đủ các hạnh tức là vạn hạnh, nghĩa là vạn hạnh đều tu được viên mãn, chẳng có chút nào thiếu khuyết, như thế mới gọi là đầy đủ các hạnh. Dùng ý thanh tịnh kéo phân biệt được, thấu rõ tất cả các pháp đều tùy tâm hiện, biên nghiệp như huyễn, nghiệp báo như tượng, các hạnh như biến hóa, nhân duyên sinh ra pháp thảy đều như tiếng vang, các hạnh Bồ Tát tất cả như hình bóng, sinh ra pháp nhãn thanh tịnh không chấp trước, thấy nơi cảnh giới rộng lớn Bồ Tát chứng được tánh tịch diệt, biết rõ pháp không hai, đạt được pháp thật tướng đầy đủ hạnh Bồ Tát, nơi tất cả tướng đều chẳng chấp trước, khéo tu hành đồng sự các nghiệp, nơi pháp trắng tịnh luôn chẳng xả bỏ, để tất cả giữ chấp trước trụ hạnh vô trước. Ý thành tịnh tức là tâm ý của bậc thánh nhân, tư tưởng của bậc thánh nhân. Bồ Tát tức đồng với bậc thánh nhân, Bồ Tát ngài dùng tâm ý tư tưởng của thánh nhân đối với các pháp thấu rõ triệt đề, rõ ràng khéo phân biệt các pháp thật tướng, minh bạch tất cả các pháp đều từ tâm sinh ra, cho nên nói tâm sinh đủ thứ pháp sinh, tâm diệt đủ thứ pháp diệt. Tại sao Phật nói tất cả pháp? Là vì chúng sinh có tất cả tâm, nếu như chẳng có đủ thứ tâm như thế thì nói ra tất cả pháp để làm gì? Do đó có thể biết pháp là tùy tâm hiển hiện. Trong kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát Giác Lâm có nói: nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới, hết thảy do tâm tạo. Bồ Tát biết tâm của con người hay sinh ra tất cả pháp, nếu chẳng có tâm thì làm đạo nhân không tâm, tất cả pháp sẽ tịch diệt. Cái tâm này lúc nào nó đi ra bạn cũng chẳng biết, lúc nào trở về bạn cũng chẳng hay, nó đến đâu bạn cũng chẳng biết. Cổ nhân hình dung cái tâm này có nói ra mấy câu này rất là thấu triệt: ba chấm bảy như sao, uốn cong tờ trăng non, đoạn lạc từ đây ra, thành Phật cũng do nó. Tại sao con người luôn luôn hay sinh phiền não? Phiền não tức là những thứ dục vọng và tư tưởng không chánh đáng, chúng ta gọi nó là vô minh, mà lực của nó rất lớn. Một khi phát tác thì tâm thanh tịnh, trí huệ quang minh vốn có bị che lấp. Chẳng có trí huệ quang minh thì bị phiền não đẩy dẫy thân tâm, chẳng biết chẳng hay bèn khởi hoặc tạo nghiệp, làm ra đủ thứ tội nghiệp ngu si. Nếu bạn có thể phát tâm bồ đề thì sẽ phá tan vô minh, phiền não liền chuyển thành bồ đề. Lúc đó tâm được thanh tịnh, ý thanh tịnh cũng là tâm bồ đề. Chúng ta thường thường nói trong tâm bạn đừng chấp trước, vì chấp trước tức là phiền não, chẳng có chấp trước tức là bồ đề. Phải làm thế nào mới không có sự chấp trước? Buông xả chẳng đặng, nhìn chẳng xuyên thủng, đó đều là chấp trước. Một khi buông xả đặng, nhìn xuyên thủng mà còn rất tự tại, như thế mới không có sự chấp trước, sẽ đạt được giải thoát. Chúng ta hiện tại biết tất cả pháp đều tùy tâm hiện,
chẳng riêng gì tất cả pháp từ tâm hiện ra, mà tất cả sơn hà đại địa, nhà cửa phòng xá, hết thảy hữu tình thế gian và khí thế gian, thảy có một vật nào mà chẳng phải là do tâm hiện ra. Bồ Tát tu pháp môn hồi hướng bất hoại, ngài giác hộ được tất cả nghiệp chướng như huyễn, nhưng ngài vẫn phát tâm sám hối. Ngài nói: thuở xưa tạo ra các nghiệp ác đều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Lại nói: tội từ tâm khởi đem tâm sám, nếu tâm mất thì tội cũng không, nếu tâm chẳng chấp trước thì tội gì cũng chẳng có. Đáng tiếc phàm phu không thể nào làm cho tâm vong mất, sẽ không thể nhìn xuyên thủng buông xả đặng, cho nên nghiệp chướng như bóng theo hình chạy theo con người. Tâm mất tội diệt, hai đều không, tâm và tội đều vong mất, thì còn có tội nghiệp tạo ra chăng? Cho nên hai đều không, cả hai đều chẳng có. Đó mới gọi là thật sám hối. Đây tức là nghiệp như huyễn, nghiệp báo giống như chữ hình bóng. Chẳng phải nói người giống như hình bóng mà là một thứ hình bóng mà thôi. Tất cả sự việc khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo giống như một thứ hình bóng. Cảnh giới đó là nói theo lập trường của Bồ Tát. Vì Bồ Tát đã ngộ các pháp thật tướng, trí huệ của ngài đã đạt đến cảnh giới này. Nói theo phàm phu chúng ta thì chắc chắn chẳng có tư tưởng này. Về hai phương diện lý sự, chúng ta đều chẳng đạt đến trình độ thấu hiểu các pháp. Đừng nói đến hết thảy tất cả hành vi biểu hiện thiện ác, thiện quả, cũng giống như ma thuật biến hóa ra, chẳng phải chân thật, là nhân duyên sinh ra. Đức Phật nói, pháp do nhân duyên sinh, ta nói tức là không. Tên cũng là giả danh, cũng gọi nghĩa trùng đạo. Nhân duyên sinh ra pháp này, giống như một thứ đồ vật phát ra tiếng vang, tức chẳng có hình, lại chẳng có tượng, chốc lát tàn mất. Các hạnh của Bồ Tát tu cũng không thể xem nó quá chân thật. Đồng dạng tất cả như huyễn, như bóng, như hóa, như vang, đừng chấp trước có chỗ đắc. Trong tầm cảnh tự tại, chẳng chấp trước đó, lâu dần thì sẽ sinh ra một thứ pháp nhãn, mắt pháp thanh tịnh. Chẳng chấp trước gọi là pháp nhãn thành tịnh, tức là tên khác của trí huệ thành tịnh. Nó có thể chiếu rõ thật tướng của tất cả các pháp. Nó có thể thấy được hết thảy tất cả, đều không cần phải giả tạo tác, vì tất cả hết thảy nó vốn là như thế. Cảnh giới tận cùng hư không khắp pháp giới cũng như vậy. Bồ Tát biết rõ pháp tánh thường vắng lặng, pháp tánh vốn là một, chẳng khác biệt, chẳng hai, cho nên nói pháp môn không hai. Bồ Tát thông đạt đạo lý thời tướng, chứng được lý thể, lại đầy đủ tất cả hạnh môn lục độ vạn hạnh tu hành của Bồ Tát, công đức viên mãn. Đối với tất cả pháp hữu vi trên thế gian đều chẳng có sự chấp trước. Các vị thiện sĩ, bạn không ngại hãy nghĩ xem, nếu bạn có thể đối với tất cả tướng đều chẳng chấp trước thì còn có phiền não gì chứ? Không chấp trước, buông xả đặng tức là không chấp trước, việc gì cũng không thể dẫn khởi bạn phiền não. Bạn thường ở trong cảnh giới tự tại, tự như, tự mình mát mẻ, an vui, thì kẻ khác sẽ thấy được, cũng hoan hỉ gần gũi bạn. Những người nhiều phiền não suốt ngày ở trong thành sầu muộn, thì việc gì cũng trách oán người, là vì họ nhìn chẳng phá được tất cả tướng, tất cả đều xem quá chân thật, chấp trước thấy cái ta, nhận giặc làm con, nhiễm hổ làm vui, chẳng nhận thức được tất cả trên thế gian đều là hư vọng. Bồ Tát ngài đã phá trừ được tất cả sự chấp trước, cho nên ngài khéo hay tu hành. Nếu phàm phu có thể phá trừ được chấp cái ta, thì sẽ đồng với Bồ Tát tu hành đủ thứ nghiệp thiện. Bồ Tát tu hành thì ngài tu pháp thành tịnh, sinh tu chẳng giải đãi, quyết chẳng lãng phí thời gian, tu tu ngừng ngừng, thì sẽ quên đi việc tu hạnh lành. Ngài xả lìa tất cả sự chấp trước, cho nên ngài thường trụ ở trong hạnh môn không chấp, không nương tựa. Bồ Tát suy ngẫm khéo léo như vậy, chẳng có mê hoặc, chẳng trái với các pháp, chẳng hại nghiệp nhân, thấy rõ chân thật, khéo léo hồi hướng, biết pháp tự tánh, dùng sức phương tiện, thành tựu nghiệp báo đến được bờ kia, trí huệ quan sát tất cả các pháp, được thần thông trí huệ, các nghiệp căn lành không làm mà làm tùy tâm tự tại. Bồ Tát dùng trí huệ phương tiện, khéo léo của ngài như vậy để suy ngẫm pháp thâm sâu vô thượng của chư Phật nói, thấu rõ các pháp thật tướng, mọi việc đều thông đạt vô ngại. Ngài đối với mọi việc gì cũng chẳng có nghỉ hoặc, phàm là xử sự tiếp vật, trong tâm của ngài giống như một tấm gương chiếu rõ tất cả cảnh giới. Do đó, vật đến thì sáng, vật đi thì tịnh. Tấm gương nó cũng vật đến thì ứng, vật đi thì không. Bồ Tát chẳng mê hoặc về sự lý, cũng chẳng trái ngược với tất cả các pháp thật tướng, ngữ mặc động tĩnh.
cũng chẳng bị nhân của nghiệp phá hoại. Nghiệp vẫn là nghiệp, nhân vẫn là nhân. Đó là do Bồ Tát đã thấy rõ đạo lý chân thật. Đồng thời, Ngài cũng biết vận dụng trí huệ như thế nào, khéo léo hồi hướng tất cả những căn lành tu hành. Bồ Tát minh bạch tự tánh của các pháp là thanh tịnh vắng lặng, là cảm mà tọa thông tất cả nhân duyên nghiệp báo. Đường trí huệ sinh ra sức phương tiện, khéo léo vận dụng mới thành tựu nghiệp báo, mới có thể đạt đến giai đoạn viên mãn rốt ráo, tức là đạt đến niết bàn bờ kia. Suy ngẫm quan sát các pháp, chẳng phải dùng ý thức của phàm phu có thể thấu rõ được thật tướng các pháp, mà là phải dùng sức trí huệ không chấp không lường để quan sát tất cả các pháp, cho nên hoạch được thần thông trí huệ, căn lành của tất cả nghiệp thiện, đừng trước ý tạo tác. Tóm lại tức là chẳng có mục đích, chẳng có xí đồ, mà làm thì tự nhiên tu hành pháp môn này. Bồ Tát Ngài tùy tâm tự tại tu hành, đắc được cảnh giới tự tại như ý. Đại Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy vì muốn độ thoát tất cả chúng sinh, chẳng rất giống Phật, vĩnh viễn lìa khỏi ma nghiệp. Thế nhất thiết trí chẳng có bờ mé, tin ưa không bỏ, lìa cảnh giới thế gian, rất các tạp nhiễm, cũng nguyện chúng sinh đắc được trí huệ thanh tịnh và phương tiện sâu xa, ra khỏi pháp sinh tử, được căn lành của Phật, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả các sự nghiệp ma, dùng ấn bình đẳng, ấn khắp các nghiệp, phát tâm hướng về nhất thiết chủng trí, thành tựu tất cả pháp xuất thế gian. Đại Bồ Tát, Ngài đem đủ thứ căn lành, tu tập lục độ vạn hạnh, như kinh văn đã nói ở trước, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện, khéo léo hồi hướng như vậy, hồi hướng cho chúng sinh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng nơi thật tế. Tại sao Bồ Tát phải hồi hướng như vậy? Là vì Ngài muốn độ thoát tất cả chúng sinh, là hy vọng chúng sinh phát tâm Bồ Đề hành Bồ Tát Đạo, chứ chẳng phải vì mình có lợi ích gì. Hơn nữa cũng là vì không dứt hạt giống Phật, hy vọng mọi người có thể thành Phật, vĩnh viễn lìa khỏi sự ràng buộc ma nghiệp, thiên ma, ngoại đạo, thấy được bản thể trí huệ, tức là chứng được trí huệ chân thật. Bản thể trí huệ thì rộng lớn chẳng có bờ mé, bạn phải tin sâu, chẳng nghi, có trí huệ thắng diệu như vậy, thì có thể ưa thích hưởng dùng thứ trí huệ đó, đạt được cảnh giới sự sự vô ngại, không thể khinh về phóng bỏ lại xả lìa năm dục dụ hoặc của thế gian, và đoạn tuyệt cảnh giới sáu căn sáu trần, chẳng có đủ thứ thế pháp nhiễm ô, thành tựu tất cả pháp trắng thành lường. Bồ Tát tự mình đắc được trí huệ thành tịnh như vậy, đây chẳng phải là bổn hoài tu hành của Ngài. Ngài lại nguyện ý tất cả chúng sinh cũng đắc được trí huệ thanh tịnh đó. Bồ Tát đi đứng nằm ngồi ở trong tự tâm của Ngài, chưa từng có thời khắc nào xả bỏ chúng sinh, tùy thời đều cùng ở với tất cả chúng sinh. Cho nên nói vào sâu phương tiện, Bồ Tát vào phương tiện sâu xa rộng lớn, nhậm vận tự như, dùng pháp phương tiện này tự mình đã thoát khỏi ba cõi, cũng khiến cho chúng sinh thoát khỏi ba cõi, pháp ra khỏi sinh tử, tức là vượt qua lưới ái tình của chúng sinh, vượt qua lưới ngu si của chúng sinh, vượt qua lưới vô minh của chúng sinh, vượt qua lưới lớn sinh tử của chúng sinh. Đó gọi là pháp ra khỏi sinh tử. Vậy thực hành như thế nào mới có thể ra khỏi sinh tử, chứng được Bồ Đề? Chỉ có một phương pháp, đó là phải phá trừ vô minh, phá trừ phiền não. Vô minh phiền não là gốc rễ của sinh tử. Gốc rễ này tức là ái dục. Đoạn diệt được ái dục rồi, thì thân tâm tự nhiên sẽ đắc được thanh tịnh. Mọi sự đều không thể động tâm. Đối với thất tình không thể động niệm, bất cứ cảnh giới gì cũng không thể lay động bạn được. Đến được cảnh giới này gọi là tám gió thổi không lay. Lúc đó sẽ vượt qua khỏi cửa ải lớn của sinh tử, đắc được căn lành của Phật, sẽ có thể thành tựu quả vị Phật, vĩnh viễn đoạn tuyệt tất cả sự nghiệp của các ma và không còn làm bạn với ma nữa. Các vị, chúng ma sống ở trong thế gian này, đa số mọi người đều làm quyến thuộc của ma. Những hành động việc làm đều là việc ma, đủ thứ việc ma tức là nghiệp ma, bện vào với nhau thành một tấm lưới lớn trói chặt chúng ta ở trong đó, trôi nổi ở trong sáu nẻo mà không tự giác. Mà nghiệp đều do một niệm vọng tưởng, như bạn có một niệm chân tâm thì sẽ thành đạo quả Bồ Đề. Như này chúng ta đã quy y Tam Bảo, đã xuất gia rồi thì đã vượt qua lưới ma nghiệp, vĩnh viễn đoạn trừ tất cả sự nghiệp của các ma. Giả như bạn không thể vượt qua ba cõi, vẫn lưu chuyển ở trong trời người, thì đó vẫn chưa tránh khỏi làm quyến thuộc của ma vương. Tới lui với nhau chẳng dứt được sự nghiệp ma. Nếu đã đoạn tuyệt các sự nghiệp ma, thì sẽ đắc được đại trí bình đẳng, thông đạt các pháp bình đẳng không hai. Dùng bảo ấn đại trí bình đẳng này ấn chứng tất cả nghiệp, khắp ấn chứng đủ thứ nghiệp thiện đã tạo ra, phát tâm, tức là phát tâm đại Bồ Đề,
Hướng về tức là muốn người tu hành y giáo phụng hành cước đạp thật địa mà thực hành mới hướng vào được nhất thiết trùng trí. Nếu bạn biết mà chẳng thực hành thì không thể hướng vào được nhất thiết trùng trí. Nhất thiết trùng trí hay chiếu rõ vô minh, chiếu phá vô minh. Vô minh đến thì hiện tượng gì? Phàm là người quan niệm nặng về cái ta của mình, thấy cái ta thâm sâu, có chuyện gì phật ý thì trong tâm chẳng vui vẻ, oán nộ người, không thần máu nóng đằng đằng, nổi nóng giận, tâm đầy phiền não. Đó tức là vô minh phát động công hiệu ở trong thân tâm của bạn, giống như là lửa dữ thiêu hủy hết rừng công đức. Lúc đó chỉ có dùng công phu tu hành, dùng trí huệ kiếm báu mới có thể chém được quân vô minh, tiêu diệt lửa dữ phiền não. Các vị có thể đã từng thấy trong tay của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cầm thanh kiếm báu, đó là kiếm trí huệ, tượng trưng cho dùng kiếm trí huệ chém quân vô minh. Chém trừ quân vô minh rồi thì hướng về nhất thiết trùng trí, do đó mới có thể thành tựu tất cả pháp xuất thế gian. Bằng không thì quân vô minh sẽ vĩnh viễn xâm chiếm thân tâm của bạn, chẳng có an vui, chỉ có phiền não. Đừng nói đến đắc được pháp thanh lương xuất thế gian. Ví như tôi từng nói qua, người đều là quyến thuộc của Ma Vương. Tôi nghĩ có người nhất định phản đối lối nói này của tôi. Mọi người có thể suy ngẫm kỹ càng thử xem, nếu hiện tại bạn nghĩ đi lại Phật, hoặc ngừng một chút, trong tâm bèn sinh ra một ý niệm khác. Hãy khoan đã, hiện tại không đi lại Phật, hoặc nghĩ tụng kinh, trong tâm lại chuyển tâm niệm, ý nghĩa không tốt, sợ người nói giả dụng công, lại nghĩ ngồi thiền tu tập chánh định, vô nhiên lại khởi một niệm, tu hành cứu kính có gì tốt. Bạn thấy những người xuất gia ở chùa Kim Sơn, ngày chỉ ăn một bữa, tối ngủ ngồi, tinh tấn như thế, cũng chẳng thấy có ai thành Phật. Những hiện tượng như thế, rất nhiều người đã từng kinh nghiệm qua. Hiện tượng như thế tức là ma. Ma thì thường thường nói đạo lý với bạn, dùng chủ nghĩa thuyết phục để chuyển lùi tâm bạn, dùng những thủ đoạn mềm cứng dạy bạn đừng chịu thiệt thòi mà chuyên môn chiếm tiện nghi của người khác, kêu bạn hưởng thụ cho nhiều, đừng chịu khổ. Đó đều là pháp ma dẫn dụ người. Khi bạn thật chiếu theo lời của nó, nói đi làm, thì đó gọi là làm việc ma, tạo nghiệp ma, đọa lạc thọ khổ, thì nó vui mừng vỗ tay cười ha ha. Đó tức là kết quả làm quyến thuộc của Ma Vương. Các bạn đã từng thể nghiệm được, trong tâm thường thường giống như có hai người đang ở đó tranh luận. Một người nói, bạn xuất gia đi, tu hành biện đạo mới là con đường chân chánh của đời người. Một kẻ khác liền nói, có tiền, có thế lực, kết hôn sinh con mới là hạnh phúc của đời người, tốt hơn so với xuất gia tu đạo. Đó tức là một vị Phật, một con ma ở trong tâm niệm của bạn tranh luận với nhau. Còn có giống như người giàu có vốn muốn làm nhiều một chút công đức bố thí, nhưng có một ý niệm nói người thật là ngu, đem tiền đi bố thí, mình muốn ăn ngon một chút cũng chẳng có tiền, muốn mặc đẹp một chút tiền cũng chẳng đủ, tại sao không để lại nhiều thêm chút tiền mua một căn hộ tốt, mua một chiếc xe mới, cả nhà đều được thoải mái, chẳng phải là tốt hơn chăng? Không cần bố thí làm gì. Đó đều là ma đang tác quái, chẳng để cho bạn tinh tấn tu đạo. Hy vọng bạn lười biếng chẳng tinh tấn thì vĩnh viễn làm quyến thuộc của ma. Hiện tượng này ẩn tàng thâm sâu ở trong tâm, mà tâm lý của một số người lại hướng về vật dục ích kỷ nhiều hơn, cho nên chẳng dễ gì cảm giác được nó là điên đảo. Cái tâm này tức là một trường chiến tranh lý dục. Lý tức là chân lý, dục tức là ái dục. Khi tư tưởng của bạn hướng tới chân lý thì ái dục giống như một đám mây đen lập tức che lấp ánh sáng chân lý của bạn. Lý dục sẽ giao chiến ở trong nội tâm của con người, tạo thành mâu thuẫn, làm cho tâm con người đứng ngồi không yên, tinh thần hoảng hốt, điên đảo phát cuồng. Cho nên nói tâm này tức là chiến trường của lý dục. Tâm này còn có một nơi giao hệ âm dương. Âm là đêm tối tức là ma, dương là ánh sáng tức là Phật. Xuất gia tu đạo vốn là con đường tốt nhất, là việc vô thượng nhất, nhưng bao nhiêu người đều bị thân tình kiềm chế, không thể nào thực hiện được. Đến lúc thật đã buông xả hết tất cả, thì chẳng phải tuổi già đến thì cũng đã sắp chết. Tuy nhiên như thế cũng chỉ là một niệm khác nhau, một niệm thiện tức là Phật, một niệm ác tức là ma. Nói người là quyến thuộc của Ma Vương, sao lại không thể nói người là quyến thuộc của Phật, bạn nữ của Bồ Tát? Chỉ cần trong tâm của bạn thường niệm thiện, tích tụ đủ thứ căn lành công đức, thì thường ở một chỗ với Phật Bồ Tát. Đạo lý này rất hiển rõ nhưng nhiều người không để ý đến. Chúng ta có thể thường tự cảnh sách tỉ mỉ, gần gũi nhiều với thiện tri thức và nghe pháp, xử thế tiếp vật, chẳng trái với chân lý chánh đạo,
Trong niệm niệm không quên chúng sinh thì tự nhiên vĩnh viễn đoạn trừ các ma nghiệp, thành tựu tất cả pháp xuất thế gian.